phẩm nông nghiệp chui vào bữa ăn. Nghĩ cái thằng chính nó thiệt, cái số nó may mắn làm sao á, nó sanh ra nhầm cái cung gì, cái ngày gì mà nó giàu, trời ơi, nó đếm tiền thấy mà mệt chứ. Còn mình một cắt cũng không ra. Ơi, vừa sao đêm vào công chuyện làm xong chưa? Chưa. Giao cái gì cũng xem không xong hết trơn trọi à. Làm ăn gì mà chậm như rùa vậy á. Tôi làm theo cái công sức của chị nuôi tôi thôi chứ. Ngày chị nuôi tôi có 3 bữa. Mà ăn bữa chị cho ăn có 1 chén cơm mà sức ở đâu mà làm. Sức thôi, yếu. Tới là sức yếu. Ý của cậu nói á, là tôi trả công người ít phải không? Tiền đó là chị phải lo cho tôi thôi. Hồi đó chị mượn với tôi cây vàng. Mà cây vàng hồi đó có mấy trăm ngàn hả? Bao nhiêu năm nay vàng bây giờ lên 30 mấy 40 ngàn. Ê 40 triệu. Nhưng mà chị cũng trả tôi có mấy trăm mà. Tôi mượn chưa của cậu một cây vàng, lúc đó tôi bán cũng có mấy trăm mà. Thì giờ tôi trả cậu mấy trăm thì tiền nào trả nấy chứ. Cậu nói vậy mà cậu không nghĩ. Tôi nuôi cậu hồi lúc cậu có 18 tuổi à, cho tới bây giờ là 58 tuổi rồi. Rồi cậu tính đi, cái tiền tôi nuôi cậu, cậu tính ra vàng đi. Cậu biết bao nhiêu vàng? Nuôi có 40 năm mà làm như nhiều lắm vậy. Ờ. Mà chị không nghe người ta nói sao? Ta nói sao? Bổn phận người chị là phải nuôi cái thằng em Út. Chị nuôi tôi là phải rồi. Hay quá, nuôi là phải phải không? Mà biểu công chuyện chút thì là không xong. Rồi ngon á, giờ đi kiếm con vợ đi, nó về nó nuôi cho. Chạm tới cái lòng từ ái người ta, cái nỗi đau của người ta. Chị có biết không, tôi muốn vợ lâu rồi. Mà chỉ có thời buổi này đàn ông con trai mà không có tiền thì con gái nó đâu có chịu cưới. Vậy giờ mày muốn gì? Em muốn là chị trả cây vàng cho em, cái em lấy số cái tiền đó, em đi giao dịch, em đi ngoại giao, em đi đó đi đây đi học hỏi người ta, rồi thấy cái nào được cái làm ăn luôn. Trời ơi, tưởng sao nó tới nó lui là cây vàng không à. Giờ làm gì tao có tiền tao mua cây vàng trả mày. Giờ vậy nè, tao có công chuyện này tao giao cho mày làm. Mày làm đi rồi tao trả tiền công cho mày. Làm tôi biết rồi. Mấy cái chuyện mà làm ăn mà có tiền đó, chị làm hết rồi, dành làm hết rồi, đâu có tới phần em. Nhưng mà tiền này tới phần em. Em làm đi, chị trả tiền cho em, nếu em làm công sức của em nhiều ha, thì tiền nhiều, còn công sức ít thì tiền ít. Chuyện này nó vậy nè, để chị nói nhỏ cho em nghe, chứ nói lớn cũng được. Cái gì vậy? Nhột quá à. Tao nói nhỏ mà nghe, mà làm gì nhột. Nghe đàng hoàng chút coi. Giỡn giỡn hoài à. Chuyện này được à? Được không? Được à, nhưng mà không biết là em khờ quá em làm được không? Được chứ sao không được. Cái này chỉ cần em có sức khỏe thôi em làm là được à. Giờ chị đi nấu cơm nha. Chị hỏi này chị đừng có giận em nghe. Rồi hỏi đi. Chiều nay chị cho ăn gì vậy? Chiều nay chị cho em ăn cá khô nè với rau luộc. Khô hoài à. Răng muốn rụng hết mà khô hoài à. Giờ nếu em không ăn cá khô được thì em ăn rau luộc. Rồi chị ăn gì? Chị ăn cá khô. Còn răng không? Không. Nuốt giọng. Thiệt à. Mệt quá đi. Bánh xe bể rồi. Đi về trễ nữa. Bà Tư rồi bà đợi cô mà bà nhằn. Cô mà thấy luôn á. Sao? Anh Năm. Đâu hả? Đi ê. Trời ơi, nay bảnh tỏn đẹp trai sạch sỡ nha. Đẹp á. Biết tại sao phải ăn mặc vậy không? Sao vậy? Giờ anh là thu gom chợ đầu mối rồi. Từ Nam ra Bắc. Anh nổi tiếng lắm. Từ Nam ra Bắc luôn. Thu gom nông sản ở đầu mối. Trời ơi, đại gia luôn nha. Vậy thôi. Ôi, cố gắng làm ăn chứ phải giàu chứ. Giàu luôn nha. Nói nghe nè. Nói mốt cho làm đại lý nha. Thì cũng có ý định đó đó. Mà không chừng.
nhớ nha. Ừ. Nhớ cho làm ăn với nha. Ừ. Trời ơi, công nhận áo đẹp thiệt luôn á. Đi đâu rồi? Đi chợ mua rau về nấu cơm. Cần gì phải đi chợ? Ủa sao vậy? Đầu mối thu gom rau. Đây. Tặng cho em luôn. Tặng luôn hả? Nhiều lắm. Nguyên giỏ này luôn hả? Đó, cái này là anh đem về thôi. Dạ. Anh còn một bao. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn gì? Tại vì tôi thích nụ cười của Sáu. Mỗi lần mà Sáu cười á là một bịch rau. Thiệt luôn hả? Mỗi sáng ra đây đứng đi, tôi đi chợ ngang tôi thấy tôi cười một cái thì bịch rau tới liền. Rồi nhớ ngang. Ừ, rồi thôi đi về nha. Nãy giờ cười quá trời rồi đó, mai mốt trừ lại nha. Tôi nhớ có mối tình này hồi còn nhỏ, bây giờ 40-50 năm rồi tôi sao tôi vẫn còn. Trời ơi anh Năm, làm gì vậy? Trưa nắng rồi chờ không chịu tranh thủ đi về, đứng đây mơ mơ mộng mộng ôm trái tim vậy trời. Nhớ lại tình xưa. Gì? Tình xưa? Ừ. Nó nghe nè, sáng giờ anh đi chợ hả? Ê... Có gặp Chính Lé không? Mới gặp nó nè. Vậy hả? Tự tôi nó mới làm việc xong nè. Nghe là nói là con Chính Lé á. Dạ. Dạo này á là nó đi ra chợ đầu mối á, cái nó gom mấy cái rau củ mà chợ đầu mối người ta bỏ người ta vạt ra đó, nó gom về cái nó bán lại cho mấy cái tiệm cơm trong xóm mình phải không anh? Bậy nè, nó thu gom rau á là để cho gà cho vịt ăn, nó bán cho người ta cho gà cho vịt cho heo ăn. Ngộ nhiều lắm, tôi chưa trở về nữa chứ tôi còn một bịch trà bá ở kia tại bánh xe nó xẹp nè. Bây giờ tôi về nha. Ơi bà Tư bà đợi cơm, trời ơi có bà nhằn dai lắm. Trời ơi tôi biết chị anh mà, mỗi lần bả nhằn thôi từ sáng đến chiều luôn á. Vậy tôi nghe riết mà tôi muốn khùng luôn á. Có duyên. Tôi thấy anh có duyên chứ đâu khùng đâu trời. Ủa sao con Chính Lé nó mần cái chuyện gì mà thấy mờ ám dữ ta? Còn anh Năm này nữa, nhà anh đâu có nuôi gà nuôi vịt gì đâu mà sao cũng đem mấy cái rau đó để về cho gà vịt ăn. Làm gì mà lâu quá vậy mới nữa, tới giờ này mà chưa về tới nữa. Về rồi nè. Làm gì lâu quá vậy? Bực lắm rồi đó. Mốt rau, nói mốt rau đi. Nó đi làm ăn. Ăn, ra ăn mặc màu mè chị đó. Mà chị hay thiệt nha. Chính Lé nó con đó nó giỏi thiệt chị. Nó nhanh nhẹn lắm. Chị biết không, vừa tới cái nó ào lên cái đống rau ha, cái nó nhảy nó múa nó quơ nó vào nó hốt, thôi ơi những cái rau tươi nó hốt hết trơn. Ta không nhờ nó là em về ta không rồi đó. Vậy hai thì em đem về nhiều không? Một đống luôn. Vậy thì giờ như vậy nè, em đem một mớ qua cho bên nhà chú Út ha, với lại cô Bảy nè, với lại bà Năm bán cơm. Còn cái bịch rau của Chính Lé gửi chị đâu rồi? Em cho Sáu hết rồi. Sao em dại gái quá vậy? Rau để trưa nay mình luộc mình ăn đó. Đem Năm đi cho nó. Năm à, bực mình quá đi. Sáu lại tâm trình gì? Ngon không? Ngon gì? Bữa nay cho tôi qua ăn cơm chung nha. Ăn cơm chung hả? Hả? Ăn chung với heo được không? Đổ đầy một máng bển kìa. Sáu. Dạ. Nhà này là nhà của tôi nè. Biết làm sao vô thấy tôi ngồi đóng vậy không hỏi tôi tiếng nào trơn vậy? Em bận sực ra này nè. Em hỏi gì Tư á, đưa cho em bịch rau. Lấy rau ngon lắm, rau ngon lắm. Từ giờ sắp tới khỏi đi chợ, mai mốt đưa nữa. Em về em mở ra một cái cục màu đỏ bầm ha, đùng vô cái xịt nước vàng lên. Cái người ta nói cái đó là cà chua. Còn một cái cục đen thùi chèm nhẹp, em đụng vô cái xịt nước màu gì em không biết màu gì luôn. Cái đó kia bằng là trái cà tím đó. Còn cái mà ổng kia bằng rau cải xà lách gì đó là nó chạy quay luôn một đống luôn. Em không biết là cái gì. Năm, có phải em đưa cái mớ rau của con Chính Lé cho cô Sáu không? Em tưởng những cái loại rau đó đem về cho chó, cho gà, cho vịt, cho heo ăn.
cho nên em gom những cái thứ hư thối đó đem về luôn. Không ngờ em đưa lộn cho Sáu. Lỗi sao? Lỗi gì? Giờ này tôi chưa có miếng cơm nào trong bụng nè. Chị Tư ơi, chị Tư! Chị Tư ơi! Cái gì? Từ từ nói. Con Chính Lé! Con Chính Lé làm sao? Con Chính Lé nó lên chợ đầu mối đó. Ta nói nó giành giật địa bàn gì không biết làm sao, người ta đè nó, người ta quýnh quá trời quá đất luôn. Chính Lé nó bị đánh hả? Dạ. Trời ơi trời. Alo. Ờ, ta nghe rồi. Chính Lé. Trời ơi, chỗ mày làm là làm được rồi, mày đè đập giành địa bàn chứ gì vậy không biết nữa à. Sao vậy? Nghe đánh đu đầu chảy máu rồi phải không? Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ à. Trời ơi chị Tư, em hỏi nè, có phải chị với con Chính Lé đi lên chợ đầu mối rồi thu gom phế phẩm nông sản về bán lại cho bà con phải không? Tôi nói tám nghe cái này nè. Cái gì vậy? Cái gì mà nói? Không được nói. Nhưng mà sao không được nói? Tám với nhà mình là chỗ thân thích, bà con lô xóm mà, nói đâu có sao. Tám biết không? Sao? Chợ đầu mối đó, những người ta đem rau này kia nọ, người ta phân loại ra đó, rồi những cái phế phẩm đó liền qua một bên, cái tôi với Chính Lé đó nhào vô mà gom cái đó đem về để bán cho ta. Âm ý anh nói là gom về rồi bán cho gà vịt đổ trong xóm, mấy người mà nuôi gà nuôi vịt người ta mua cho gà ăn phải không? Tôi nghĩ vậy đó. Không dám mà đem bán cho mấy người nuôi gà nuôi vịt ăn đâu. Trời ơi, người ta bán cho con người ăn luôn đây. Một máng luôn, một máng ở nhà. Bây giờ mấy ăn chung với heo luôn á. Anh khờ lắm. Đây nè, để tôi nói cho anh nghe. Hiện nay á, có cái tình trạng phế phẩm nông sản được chui vô bữa ăn nè. Nằm ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức là một trong ba chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh, là nơi trung chuyển, giao thương hàng hóa nông sản khắp mọi miền đất nước. Thường sau một đêm tấp nập người mua kẻ bán, chợ thải ra khá nhiều phế phẩm rau củ quả bị dập, nát, hư hỏng vân vân. Nhiều người đã tận dụng lấy những phế phẩm này để nuôi gia cầm, gia súc. Tuy nhiên, một số người khác đã cố tình mới nhặt những phế phẩm này từ những bãi rác trong chợ đầu mối để đem về bán lại tại các chợ tạm, các điểm bán lẻ gần các khu trọ công nhân, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. Họ bất chấp những hậu quả khó lường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng khi sử dụng nguồn rau củ quả bị thải loại này. Mỗi ngày qua đi lại có thêm một vụ thực phẩm bẩn độc hại xuất hiện. Những sát thủ giấu mặt đó vẫn hàng ngày, hàng giờ hiện diện trên bàn ăn của mỗi gia đình. Cuộc chiến với thực phẩm không an toàn đã bắt đầu. Về mặt pháp lý, theo Bộ luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua, kể từ ngày 1 tháng 7, những người kinh doanh thực phẩm không an toàn có thể bị phạt tù tới 20 năm, phạt tiền tới hàng tỷ đồng. Người tiêu dùng cần chung tay nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác kịp thời các trường hợp biết chắc người sản xuất kinh doanh có sử dụng chất cấm, tồn dư kháng sinh hoặc là thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần ủng hộ các cửa hàng, người kinh doanh buôn bán thực phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dù là giá có cao hơn so với thực phẩm trôi nổi, nhưng những lợi ích về sức khỏe lại không thể đong đếm được. Hãy nói không với thực phẩm không an toàn vì sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Chị Tư, đi làm gì được sao chị Tư? Coi được sao? Thì thời buổi khó khăn, Chính Lé nó chỉ chị vậy, chị thấy chị làm ăn cũng được nên chị làm chứ chị đâu có biết mà nó tai hại vậy đâu. Trời ơi chị ơi, chị bậy hết sức luôn á. Ta nói những cái phế phẩm đó, những cái đồ hư như vậy á là mình chỉ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm ha. Còn đằng này chị đưa mấy cái đó vô thực phẩm cho con người ăn, đâu có được. Làm như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng lắm, chị biết không? Dạ, giờ tôi biết rồi. Giờ ai biết gì đâu, không biết nữa. Chị biết là bây giờ tới bữa mà không có cơm ăn nè, không có cái gì ăn hết trơn nữa. Ông đợi như tôi đi. Cách nào? Cách nào thì ai biết? Có cách rồi. Trời ơi, hổ hồn à. Trời ơi, cách có gì cách thì mà nói. Làm gì nhảy vô nữa vậy? Mấy người ngồi ở đây đợi tôi đi chợ về nấu cơm cho mấy người ăn. À, nhưng mà đừng có mua rau hư rau thối nha.
lộng hành. Bởi tao nói chán ghê. Từ hồi cái lúc ông có công việc á, ông xách đít là ông cũng hả cũng đi. Tới bây giờ hả thất nghiệp rồi, mở mắt ra hả cũng xách đít đi vậy đó. Mà tới giờ này thấy không, chưa trời chưa chật rồi còn chưa chịu về nữa. Chán ghê, chồng với con thiệt tình. Đó đó, đi đâu đó? Đứng lại, vô đây. Làm cái gì vậy hả? Ông đi đâu? Ông đi đâu mà chưa trời chưa chật giờ ông mới về hả? Cà phê chứ đâu, hạch hỏi là em làm như là em là cái gì? Em là ông bà chủ, em là người ở của em vậy. Phải về phải trình báo cho em này kia là mất mặt hết chứ. Giờ anh đi cà phê nè, rồi tiền đâu ra? Cũng có kiếm tiền ra đâu. Nè, chưa kể sắp tới nè, em còn phải đóng tiền hụi, tiền đồ nữa. Rồi sắp tới đám giỗ của ba má nữa. Trời ơi, anh phải tính đi chứ. Chứ anh đi cà phê rồi tiền không có rồi đi làm gì? Năm xuôi tháng hạn mình mới dưới cái tai nạn vậy. Bây giờ mình gắng chịu chứ không lẽ giờ mình đã tự gây ra rồi. Giờ không lẽ mình chạy trốn trách nhiệm mà sao được. Mà tôi hỏi anh nè, ông chủ của anh hả là ổng là hả chủ của hả mấy chục đầu xe đó, mà bây giờ là do cái tai nạn là nó phi lý cái gì đây nè, cho nên ổng mới không có đền. Mà anh nghĩ sao anh nhảy vô anh mượn tiền bên nội bên ngoại hả, anh đền cho người ta, có phải có tình ý với người ta đúng không? Đó, ghen tuông nó tào lao đó. Cái nghề tài xế của anh á là trái tim đặt lên qua lăng, mà thật tình anh nói cũng chưa thấy một người nạn nhân nào mà tốt như họ. Chỉ có vô lý ở đây là ông chủ của mình á, ông giàu vậy đó mà ông bây giờ không chịu trách nhiệm cái tai nạn đó mà đuổi mình luôn. Thì giờ mình có trung tâm người ta nạn nhân mình giúp người ta chứ sao cằn nhằn gì được nè, sống có đức chứ. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình cùng kiếm cách này làm sao đám giỗ ba má cho linh đình nè, được không? Gì vậy? Gì mà hai vợ chồng đụng mít vậy hả? Đó, chuyện gì? Thôi, chuyện gì vậy Thím? Anh hỏi ông đi chứ em nhịn mặt ông em quải quá. Cái chuyện gì hai vợ chồng mày gây lộn nói tao nghe coi. Chung quy là bà cái vụ thất nghiệp của em nó treo bằng giờ nghỉ luôn rồi, nghỉ lái xe luôn rồi. Thì con vợ mày nó nhận cái vụ mày thất nghiệp á hả? Gì nữa, sắp tới vỗ bà má không có gì hết trơn á, không có gì lãi rằng người ta đây nè. Cái chuyện có chút xíu về mà chồng mày gây lộn. Chuyện nhỏ thì nhiều chút xíu. Bà chơi hai dây hụi rồi bây giờ là làm vỗ tới nơi rồi không có tiền. Bây giờ cái tiền em có bao nhiêu là mượn ở bên ngoài bên nội hết trơn để lo cho cái tai nạn người ta rồi. Dù sao mình cũng là tài xế, nó đụng người ta mình chịu chứ. Yên tâm, mày gặp anh giống như mày gặp thần tài à. Tao nói thiệt. Phải không? Trời gặp tao mày đội, đội nó gom thấy ớn em nào. Trời ơi, tao chỉ với cách làm ăn, tao bảo đảm mày luôn á. Trời ơi, khỏi cần vốn. Cái gì? Khỏi cần vốn, khỏi tốn sức luôn. Tiền vô pha. Em biết rồi. Phải không? Mày nghĩ sao cái tướng mày gì mà đòi làm trai bao mày? Gì chứ, anh nói không bỏ vốn mà chắc cái đó thôi chứ. Điên là tào lao quá. Chứ cái gì? Cái chuyện này bí mật. Vợ mày vô hả? Vô trong mày. Mày nói nhỏ ra. À, hiểu rồi phải không? Nước không à. Nói mới rõ ràng, nó kỹ ra đi. Đưa đây coi. Anh nghĩ ra được rồi hả? Chứ sao? Tôi bảo đảm mày tiền vô phà luôn, khỏi cần bỏ vốn. Con vợ mày khỏi gì dễ mày luôn. Cái đầu anh thấy ghê vậy anh? Trời ơi, tao ghê lắm. Bây giờ hợp tác lặng với tao không? Hợp hợp à. Tao thấy mày được á. Chơi à. Nhớ nha. Kính nghỉ nha. Cái thằng mắc dịch đi đâu mà lâu dữ vậy ta? Không có làm được không nữa. Phát hiện cái này chết luôn á. Thằng này thiệt tình. Mày giống quỷ vậy. Thằng nó xuất hiện sau lưng tao vậy. Thì cái nghề của em là vuông đông cái tay mà. Tao kỹ cái sau lưng mà kiều lắm nha. Thì bỏ vậy. Sao rồi, xong chưa? Nè, nhìn tướng là biết rồi. Xe tay ra đây. Nè. Tay kia. Nè. Hai tay. Nè. Ôi giỏi quá, nguyên một ký luôn rồi. Mày làm hết trơn luôn hả? Giỏi vàng quá vậy. Được hết trơn rồi mày đã chưa? Còn 300 gram. Trời ơi, sao không để ông đi mà để tới ông nội mày hả? Không, em để mày muốn anh chết em đóng hộp cho anh. Mày điên quá mày ơi. Rảnh quá, tới ông nội em làm gì cái đinh này? Sao không lấy hết đi? Đâu phải, anh nắm gãy như gãy mạ đâu mà hết. Em ngồi gãy lại ngụy trang. Ngụy trang vô từng chiếc lá ha. Ngụy trang vô từng cái bọc. Ngụy trang vô mấy cái bao mà xịn hết mấy cháo nó ăn đó, để trên đường đó. Không ta chạy ai mà thích cán đó, lụm chì. Hay quá, còn để cho anh để không? Cái mặt mày ngu ngu rồi mày khôn thiệt chứ. Ê, bây giờ còn như nè, mày gãy được lại rồi phải không? Ừ. Qua cái đường bên kia mày gãy tiếp cho tao. Tiếp theo phải không? Ừ. Anh ở đây là anh giữ đôi mới. Tao cảnh cho, tao cảnh cho, đi đi. Để đi, qua cái đường kia. Thật. Tưng tưng gì đâu con. Để lẹ đi. Đường lên dòng đá. Trời ơi, thấy cái hơi bà này nó nổi lắm hết trơn rồi. Bà Tám đi hướng khác. Có đi hướng này chứ là phải trèo đi. Yêu vừa đến Tám. Tao hỏi cái gì vậy? Công nhận bà linh ghê nha. Thảo hú hồn. Tôi mới nhắc bạn cái bà xuất hiện liền. Bà này chết linh lắm nè. Tôi đang thả hồn theo bài hát ông làm tôi hết hồn hết vía. Bà đi đâu mà chối dữ vậy hả? Đi kiếm ông Hai Nghĩa.
Bà kiếm mày nghĩ làm chi? Thì người ta có công có chuyện người ta mới kiếm. Ông thấy ổng đâu không? Ờ, Nghĩa. Làm gì? À, thì tôi kêu giùm. Kêu giùm? Ông móc trong túi, tôi tưởng ông giấu ông hơi Nghĩa trọng chứ. Ủa? Trời, anh Tốt. Quỷ thần ơi, sao lâu gặp anh quá trời vậy? Lâu gì mới gặp hồi nãy đi mấy. Trời, lâu quá anh tôi máy tôi quên luôn rồi. Lâu quá, anh năm. Anh Tốt, trời đất ơi, anh làm ăn lúc này sao đỡ không? Ê, bà tìm mày, tao tìm mày. Anh em thương nhau dữ hen. Lâu quá không có gặp, trời đất ơi, lúc này làm ăn khá không? Hả? Cô ông Tám, em hả Tám? Tôi đi kìm ông. Tìm ông hả? Ừ. Sao tìm ở đây? Nói nào ngay. Ờ. Hồi nãy có chạy qua nhà ông. Ờ. Kiếm vợ ông. Ờ. Không gặp vợ ông, giờ đi kiếm ông. Tôi qua nhà ông, tôi không thấy vợ ông, tôi đi kiếm ông. Vậy là có dính gì tới em đâu? Tôi nói vậy mà ông không hiểu hả? Không có hiểu, rồi giải thích lại tiếng Việt coi. Ở cái sông trên á, có ông Bạch. Ờ. Ông đang tìm tài xế lấy xe, tôi đi kiếm ông cho ổng nè. À, ông thấy Bạch Kim Tinh trong phim Tây Du Ký đó hả? Gì Tây Du Ký? Ông đó ông bay không mà đâu có... Bậy bạ, ông Bạch sông trên chứ Tây Du Ký gì? Ông Bạch lộng trắng đó. À, ông bị Bạch Tạng mặt trắng sáng rồi hả? Bị té vô thùng nước sôi hả? Ông hay quá, ông Bạch lộng trắng. Cái tên người ta vậy thôi nhưng mà người ta đen thù lùi ông nội. Rồi sao kiếm mới làm cái gì thì đây nè, ổng đang tìm tài xế lái xe, tôi đi tìm ông giới thiệu cho ổng. Tài xế lái xe, tôi đang thất nghiệp lái xe, bây giờ mình tài xế lái xe. Ừ. Rồi tôi ăn luôn cái đầu đinh bên đây. Hơi nhớ rồi, tức là cái công việc lái xe là công việc đinh, rồi ăn thêm công việc phụ ảnh này chạy mánh bên đây nữa. Không có gì á. Giờ ý là sao giờ? Thôi bây giờ bà giúp đỡ ổng đâu. Thôi bây giờ đi. Vậy không đi. Xe ra đường chạy tí xíu, cái bánh nó đảo rồi trời. Vợ thằng Nghĩa. Vợ thằng Nghĩa. Ủa, anh Năm. Thím. Dạ. Xe thím bị gì vậy? Trời ơi, không biết sao như em mới đi qua đoạn đường này cái bánh xe em nó đảo. Giờ hả, dắt bộ luôn rồi này, chạy không được. Chết cha, vậy là dính rồi. Dính gì anh? Bảo đồng hẹn làm hay thì... À, hả? Bánh xe bị lủng rồi. Bánh xe bị lủng à? Ủa sao anh biết? Trời ơi, tôi là nghề sửa xe mấy chục năm rồi, tôi nhìn tôi liếc qua cái nơi biết là xe bị lủng rồi. Cái này phải thay ruột luôn rồi. Chết rồi, giờ sao, thay đâu vậy? Thôi bây giờ thay luôn, đây, cái tiệm của tôi nằm đây. Đây, hên á. Chứ thôi thì là thím dắt là con mệt lắm á. À. Vô đây tôi thay luôn cho. Trời ơi, may quá gặp anh Năm mừng hú hồ luôn dạ. Trời ơi, công nhận. Ghê luôn. Công nhận. Là. Dính lại, vô đây tôi thay cho. Dạ, dạ. Nóng anh Bình Trài ơi. Bữa nay qua phụ dỗ bên dì Chính. Đâu có nhà đâu mà Bình Trài ta. Chính mới nhớ số 8. Và 8 rồi phải lãng thiệt chứ ta. Tự nhiên mình đang làm ăn ngon vậy đó, kêu ra gặp ông Bạch. Bạch Tạng. Thấy ông Bạch rồi đâu, thấy mấy bà đang hù à. Còn hắt không, bà nội hắt không à. Nghĩa ơi. Trời. Ê, nói nghe nè. Vô rồi Nghĩa ơi. Vô, một mừng ăn sao nãy tính chào của anh nè. Vô, chào của tao chi. Thì chào anh có. Tao làm ăn có là chạy qua mày liền, mày khổ chạy qua tao. Tin tưởng nhau phải không? Tao hứa bảo đảm luôn. Sao? Vô mánh mày ơi. Đây, tiền của mày nè. Tiền gì vậy? Tiền của công của mày rải đinh với tiền công của mày đó. Mua đâu có nhiêu đâu mà đưa chi nhiều dữ vậy nè. Mày biết tánh anh mà sống tốt với em lắm. Có nhiêu là anh chia hết nhiêu à. Vậy nha, ngồi vậy. Dễ không? Quá dễ luôn mà, chỉ cần mà đi. Cứ im lặng, hợp tác làm ăn vậy là ngon. Chào mới chào. Rồi bỏ trên này đi. Gì vậy? Ủa? Bỏ xe đâu, em đi bộ vậy? Ra dắt em cái xe với. Anh Năm, trời ơi, thiệt. Thiếm cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, phải nói thiệt, trưa nay mà không gặp anh em không biết. Thôi, trời ơi, cái chuyện đó có gì đâu mà nói chi. Dạ. Thôi, chuyện nhỏ mà. Nói chứ thiệt, gặp anh là thiệt em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á. Ui. Chứ chưa thiệt một mình em mà dắt cái xe đó vô hả? Trời ơi, chắc hai em sủi hai cái tay luôn á. Không có gì đâu, thôi được rồi, chú cũng đừng có nói cho không biết chi, mất công ổng lo ha. Không sao thôi. Dạ. Hên là gặp tôi chứ. Gặp người khác thôi nó chém chết luôn á. Bởi thằng ơi. Thế dạ. Xe dẹp lép gì hay vậy hả? Dạ. Dắt không nổi hả? Dạ, dẹp lép mà trời cũng mai hồi hả? Chưa gặp anh Năm nè. Thôi có vô tôi về nha. Thôi anh Năm. Về đó mà về. Lỡ qua đây là trời ơi, cảm ơn là ở lại ăn với vợ chồng em bữa cơm luôn. Ơi, ăn cơm ơi. Dạ, chồng ngồi đi chồng. Trời ơi, thương anh Năm dữ lắm. Vậy đó hả? Hồi trưa xe bị lỗ. Thôi, có gì đâu. Ủa cái gì trời ơi, cha nắm tay vợ tôi hoài vậy? Không có, cái chuyện không có gì đâu. Ủa tự nhiên vợ tôi ông ngồi bên đó, tôi ngồi bên đây tôi chứ quốc gì cha. Ủa gì? Ngồi ông nội. Cứ tật vậy rồi, quá kỳ quá. Trời ơi, đất ơi. Gặp ổng sắp đâu à, em là thiệt biết ơn anh Năm lắm luôn á. Thôi để kể cho nghe. Chồng nói cho em nghe thì tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau thì anh với ảnh là ní ná.
Thì cái chuyện mà có hoạn nạn anh giúp là bình thường thôi. Trời ơi biết rồi. Mà xe đi ngang ngay đoạn nhà anh Năm bị lũng bánh xe cũng may gặp anh Năm nè, lũng thôi mà anh không có giá, anh thay luôn cái ruột xe. Ủa cái này quen quen ta. Thôi thiếp có gì đâu, sớm gì. Giờ tôi mời anh ăn cơm mà. Thôi mình sẽ lo rồi, tự nhiên tôi lo nghe luôn rồi. Anh đưa tay bắt tay cái. Bắt tay, giữ tay. Cảm ơn, chào em, cảm ơn. Đau quá. Nói chung là ra đường thì mình gặp những chuyện tốt quá, mình giúp đỡ. Nhưng mà vợ em ghi ân kết nghĩa vậy thì mời anh ăn cơm. Thôi, trước khi ăn cơm anh ăn cái bánh cam em một cái nha. Phải nghĩa, lỗi nghĩa. Lỗi gì mà lỗi. Anh vừa phải thôi chứ, sẽ giá. Lại không giá lại thay ruột thay vỏ là sao? Mày biết rồi. Cái đó. Gì vậy? Cái gì mà nghĩa. Ngồi xuống đi, bà tám tới rồi nghĩa. Gì đó. Bây giờ 16 cũng nói nữa. Tôi nói thiệt với anh luôn. Rồi tám tới chơi, tám tôi đi về. Cái gì? Cái gì? Ăn chưa, ăn bánh cam mà về. Nghe nói nè. Cái gì mà xe lũng rồi không lũng, rồi lũng mà không giá thay ruột là sao? Thôi bây giờ cứ trình bày cái câu chuyện của em cho tám nghe đi. Trời em nói tám nghe. Hồi trưa em qua nhà vợ chính á, em phụ đám giỗ, xong cái mi về. Đây đi về cái mới bị lũng bánh xe. Xong rồi mới gặp anh Năm nè, nhờ anh giá giùm rồi. Mà anh không có giá, anh thay luôn cái ruột xe. Đấm bóp cái đó. Xong rồi hai về tới nhà cái sực nhớ quên đồ nhà vợ chính, chạy ngược qua bển lấy đồ, xong rồi chạy về bị lũng bánh xe nữa. Đâu có sao xu dữ vậy trời. Mà đâu phải mình em đâu, mấy người bị lũng luôn á chồng. Tôi đau bụng quá tôi đi về cái gì vậy? Khoan, về cái gì mà về. Thôi ngồi xuống đây hen, để tôi kể cho nghe nè. Tao nói dạo gần đây á, đinh tặc nó lộng hành trở lại rồi. Gần đây, đinh tặc lại tái diễn trên quốc lộ 1A, quốc lộ 51. Rất nhiều người dân qua lại trên con đường này giờ đây đã quá quen với việc vừa dắt xe ra khỏi nhà đã thủng lốp vì cán phải đinh. Theo phản ánh của nhiều người dân chạy xe hai bánh lưu thông trên quốc lộ 51, nhất là đoạn từ ngã ba Vũng Tàu tới ngã ba Nhân Trạch, từ nhiều năm nay họ thường xuyên gặp phải tình trạng xe bất ngờ thủng lốp do cán phải đinh trên đường. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng có đến 5-7 chiếc xe bị dính đinh, người điều khiển xe phải ì ạch xuống giác bộ để tìm chỗ vá. Bánh xe không ruột thì bị một vài vết vẫn có thể vá lại, nhưng với các loại bánh xe có ruột thường thì chỉ cần bị dính đinh là rách luôn xong, nên phải tốn hàng trăm ngàn đồng để thay xong. Chị Uyên, ngụ thành phố Biên Hòa kể lại chuyện chị bị cả hai tiệm sửa xe chặt chém như đành ngâm bồ hòn làm ngọt. Đó là lúc chị Uyên đang chạy xe thì thấy nó lạng choạc, suýt té ngã. Dừng lại kiểm tra thì thấy bị lũng ruột. Chỉ dắt khoảng hơn 200m thì có một tiệm sửa xe lề đường và một người đàn ông đứng sửa xe thông báo ruột nát rồi để đề nghị chị thay ruột với giá 80.000 đồng. Sau đó người này vặn xe đi ra để thay ruột xe. Lần thay cả 30 phút mới sửa xong cho chị. Nhưng sau đó chị chỉ chạy được một đoạn ngắn là xe có vấn đề. Phải đứng trên đường không đơn thuần chỉ gây tốn kém vài chục ngàn đồng phá xe thay ruột, mà nó còn gây tai nạn giao thông làm chết người như nhiều ví dụ nhãn tiền. Từ ngày 1 tháng 7 khi áp dụng bộ luật hình sự năm 2015, đinh tặc sẽ hết đất sống, bởi chỉ cần bắt quả tang họ đã đinh là có thể xử lý hình sự mà không cần phải chứng minh hậu quả gây ra. Đó. Anh còn đau bụng không anh? Em lấy cái dao pha ra em trị cái đau bụng của anh nha. Nghĩa lộn nghĩa. Tôi với anh làm ăn sao mà anh nghĩ sao cái xe của vợ tôi mà anh nỡ lòng nào mà anh đối xử vậy chứ hả? Nghĩa có 8 ở đây nè nghĩa. 8 bây giờ 16 cũng quất nữa. Ông nghĩ sao vậy? Ông đưa tôi 200 ngàn hả? Ủa vụ gì vậy chồng, gì có 200 ngàn ở đây vậy? Đây nè, anh nói chuyện, tôi nói chuyện với anh nè, bây giờ làm sao? Anh nói là bữa nay anh trúng nhiều số, bao nhiêu mấy chiếc xe, vợ tôi nói là xe lít bánh mà đó quá trời luôn, bữa nay trúng mấy chiếc? Có nhiều đâu, có một chục người à. Có một chục người mà ông đưa tôi vậy hả? À! Cái gì à? Ha! Thì ra! Hèn gì hồi sáng này ha, tôi thấy hai người nha, thì to to nhỏ nhỏ thầm thầm thục thục với nhau, bàn mưu tính kế ha. Bây giờ tôi hiểu ra sự việc rồi, mấy ông sao mấy ông tàn ác dữ vậy trời. Ủa vậy là sáng giờ là anh Năm anh rải đinh đó hả? Anh đâu có rải đâu. Chứ ai? Chồng em rải. Cái gì có chồng đó hả chồng? Anh giá. Anh suối, anh đón lưới, anh gãi cá bên trên này, dưới này lưới cá vô đón. Trời ơi, hay quá ha, người xuôi là người rải là cuối cùng ai mà dính tôi bị dính à, thấy chưa, mà mấy người hàng xóm của mình nữa. Trời ơi, chồng ơi là chồng, vậy mà chồng nói ha, lái xe trái tim để trong vô lăng ha, đó bây giờ đi rải đinh ha, trời hay quá. Đi vô trong nhà ha, hôm nay tôi cho biết là thấy ha, trả 200, trả 200 trái tim để trong vô lăng ha, hay quá ha, vô đây. Trời ơi, ông thấy chưa, mần ăn phi đạo đức như vậy hả, ông ngàn bữa nay về nhà biết tay tôi, đi. Trời ơi, bà vợ tôi hả? Ý lớn.
bán đồ đánh đố du khách. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Giờ đây mình sống vui, giờ đây mình sống như tiên cảnh bao giờ buồn. Đâu rồi. Gì vậy? Buồn. À đúng á. Em buồn, em đâu có bao giờ buồn đâu, chỉ có mình anh buồn thôi nè. Trời ơi, buồn gì trời. Anh kỳ quá, anh thấy vợ mình đang tươi vui, anh phải vui theo chứ. Đi du lịch mà buồn gì trời. Em đi du lịch em hưởng thụ đúng không hả? Đúng rồi, du lịch là phải hưởng thụ, mình cũng vậy. Mình đâu có hưởng thụ đâu. Mình giống như hành xác tươi vậy đó. Ủa là sao? Nè, thấy không? Nhìn trên người tôi có cái chỗ nào trống trải không? Giống như một cái cây xào phơi đồ vậy đó. Thấy chưa? Ngày xưa thì tôi nghe người ta lắm, bây giờ thay đổi rồi. Giận luôn á. Thôi đừng giận nữa, Thôi, bây giờ này, bây giờ có cái nhà trong kia kìa, mình chạy vô đó đi, để núp mưa đi, với lại coi thử có ai biết không, mình hỏi đường cho nó dễ. Đúng ha. Đi đi. Ê, nhưng mà cảnh giác nha. Biết giác rồi nha. Phải cảnh giác chứ. Đi. Lẹ không? Đó, vô cái nhà này núp mưa đỡ đi. Ủa, sao không thấy ai vậy? Đứng đỡ đây đi. À, đúng ngoài này thì đừng vô ha. Nhưng mà hay mình vô thử đi, mình coi có ai, mình hỏi thăm đường đi cho nó dễ. Bài. Nó nói chung ở đâu mà khu du lịch là mình không có tin được ai. Quên á, đã nói là ở nhà là nhất trí với nhau rồi, không có tin được ai hết á. Không tin ai. Cò du lịch nhiều lắm. Ủa? Hai anh chị, có mưa quá, vô đục mưa. Vô nha. Đứng đây, tích mưa. Tích mưa. Tao có đứng ở ngoài nó uống hết, chạy vô đây đục lẻ lắm. Đây có cái máy ở đâu. Đứng nhờ máy chút thôi nha. Đâu có mà ngại cái gì không biết nữa. Mưa gió vô đây đục mưa uống hết rồi. Đây nè, đục mưa đi. Sao xong rồi muốn đi đâu đi? Nè, hai anh chị á, không phải người địa phương đây phải không? Người Sài Gòn xuống. Nó không biết là nói rồi, tự nhiên khai vậy. Khai ra người ta có ý đồ xấu, làm sao mà biết được. Thôi bạn, đừng nghi ngờ quá, lỡ người ta có ý đồ tốt sao? Tốt sao được tốt, nhìn mặt bà đi. Cái mặt bà xấu quá, cái người mà xấu quá là trong lòng cũng xấu luôn, hiểu không? Đó ai vậy? Thì đó mấy người xấu. Nói phân lòng, không có nói ông. Ông xấu nhưng mà kết cấu của ông hài hòa. Chứ không phải giống bên kia. Đúng rồi. Xí. Hả? Hai anh chị nói gì vậy? Nói gì đâu à. Sao mà nhiều chuyện quá, chuyện gia đình tao sao cho cái mỏ vô hoài. Chuyện nội bộ mà cứ hỏi mét à. Dạ tại vì ở đây bà con ở trong xóm cũng thương kêu em là nhiều chuyện. Dạ thôi em xin tự giới thiệu luôn. Dạ em là Tám. Ở trong cái xóm này. Dạ thôi vậy anh chị đi về hướng nào, tìm nhà ai hỏi đi, em chỉ đường. Cảm ơn. Mấy người mà nhiều chuyện không có tốt đâu. Đúng rồi. Khỏi gài. Không có tiền nữa trả mấy cái dịch vụ lẻ tẻ này đâu. Đâu có gài gì đâu cả. Trời còn giả bộ nữa. Giả bộ. Nói thẳng luôn nè. Cò du lịch đúng không? Chứ gài tôi chỉ đường, xong rồi chỉ tôi đi, xong rồi ăn tiền cắt cổ đúng không? Ai mà ăn tiền cắt cổ không có. Tám chứ không phải cò. Ôi xạo, chị nói xạo nè, tụi này không có dễ lừa đâu. Đi. Trời ơi, không có dễ lừa đâu, đi đường này đi. Trời ơi. Khỏi lừa, khỏi. Đại ơi, đi đâu vậy? Tôi có ý tốt mà. Gì kỳ vậy? Thời buổi này mình muốn làm người tốt cũng khó dữ à nghe. Bao nhiêu công sức của mình cuối cùng đã ra được một thành quả đẹp như thế này. Thời buổi bây giờ khách hàng khó tính lắm, cho nên buôn bán kinh doanh là phải có chiêu. Cha cha, ai mua dừa tươi bớ, ai mua dừa tươi xin dừng chân ghé quán em. Em đây chia bán dừa tươi, em đây không bán dừa hư. Trời ơi, mình thiệt là thông minh. Kiểu này là chỉ có đắt hàng thôi. Đi lẹ đi ông ơi. Trời ơi, cái chân ông nó ngắn, ông đi cái gì cũng chậm chạp hết à. Trời ơi, đi từ đằng xa xa, nghe con nhỏ nó rao nó bán dừa mà nó hát. Con nào vậy ta, nó gan quá. Nát dở hơn tui luôn mà nó dám hát. Ghê thiệt. Ủa? Cái gì? Bây giờ mình vô đây ngồi hả? Được không? Dạ. Khách du lịch nhìn sang trọng chứ chắc là nhiều tiền lắm. Đúng là khách du lịch rồi. Hello. Good morning. How are you? How are you? Này hỏi này hả? Ủa nói tiếng Việt hả? Nói cái gì bà nội? Bà nội luôn. Ủa người Việt Nam hả má? Má người Việt Nam hả má?
Trời đất ơi, chứ tưởng tôi người vậy. À, trời ơi, trời nhìn da trắng mà mắt một mí rớt dễ thương á. Em tưởng chị là người Hàn Quốc, à. Anh này em tưởng Lào. Lào, mà quê tôi Lào Cai á. Chứ sao, nhìn ông đen như tường vậy, tưởng ông Lào á. Bà sẽ tối tôi trước mặt người ta anh rồi. Chị dễ thương quá à. Vô, 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 vô. Ê, bày. Vô, ngồi đi. Không vô, không vô. Dàn ra, dàn ra. Dàn ra, đừng đùa với tụi tôi. Không vô không ngồi. Coi chừng nghe giờ nhớ phần trăm không, nhớ phần trăm du lịch với vợ chồng mình không? Nhớ rồi, nhớ nhắc lại coi là không được nghe bất cứ lời ai để lỡ dính vô cò du lịch. Không được ăn uống bất cứ một cái thứ gì để không bị chặt chém. Đúng rồi. Ừ đó, mất tật mang đó đó. Ăn uống của nó đi, đầu lìa khỏi cổ, tiền mất khỏi túi đó. Anh chị bây giờ uống dừa này, uống dừa ngon lắm. Dừa này là dừa nhà em luôn á. Dừa nhà phải không? Dừa nhà hả? Mình ơi, đúng quá ha. Thấy cái dừa cũng ngon ngon, cũng ngon chứ bộ. Thôi vậy vô ngồi đi, uống trái nha. Vô ngồi uống đi, ngồi đi. Thôi đi anh chị, ngồi đi, ngồi đây. Dạ ghế đó, cứ ngồi đi, cứ để chỗ đây em xách cho. Gì vậy? Gì vậy? Ngồi được không? Thôi đứng uống nè, đứng uống nè. Không, cứ ngồi uống thoải mái mà. Du lịch không có sao mà. Ngồi đi. Tính tiền dịch vụ lắm. Thôi đứng uống. Đứng uống nè. Đứng đi. Đứng đi. Đứng chạy khổ. Ủa mà sao có con trái một vậy? Đây cái trái này không có để uống nha. Cái này để làm mẫu thôi. Còn uống á là phải uống cái trái trên kia kìa. Trời đất ơi, vừa mà để trên cây vậy hả? Dạ đúng. Lỡ rồi, khách tao muốn mua rồi sao? Thì mua thì order em rồi em leo lên em hái xuống, em chặt cho uống. Nó order là tính theo giá nước ngoài đó, mà giỡn đâu. Thôi, suy nghĩ kỹ đi. Thôi, Hà nhìn khác, không được. Cầm dao. Sao nè, giờ? Tôi giấy nè. Tôi suy nghĩ nha, Bây giờ vậy nha. Chạy đi, chạy trước đi, ông xin đồ nhiều em chạy đi, tôi kéo thời gian. Bây giờ vậy nè. Khoan, tôi nói cái này. Con mẹ nó cũng không được bình thường lắm. Thì đó, cầm dao ghê quá. Đó, bởi vậy nè, chân ông ngắn, ông xách nhiều đồ, ông chạy trước đi. Tôi kiếm cớ tôi chạy theo. Ủa giờ bà cũng có ngắn, chị, có dài đâu. Cái mặt sợ hãi vậy. Dịch vụ ghê lắm á. Chạy vậy nó tính luôn dịch vụ quá. Chạy đi. Ủa vô, ủa cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên vô rồi ngồi nghỉ cho nên nó khỏe chân rồi không uống là sao? Trời, tôi đi quán người ta sáng giờ mở chưa có bán được trái nào hết, vô mở hàng gì kỳ vậy trời. Vậy lỗ chết người ta rồi trời. Ủa chị ơi, để quên cái vỏ nè. Trời đất ơi, sao phiền quá vậy trời. Ui, bực mình em. Trời ơi, đi phượt kiểu gì mà khổ dữ vậy trời. Trời ơi, cái đường lộ đâu sao không đi. Ông cứ bắt tôi chui vô mấy cái góc này vậy. Trời ơi, tôi đi ngoài kia thấy cứ xe ôm nó cứ tới cà nhào, ai biết nó thiệt nó giả, tôi lũi được thì tôi chắc. Mệt ghê luôn vậy. Mà sao giờ phát hiện mình đi du lịch mà sao giống như trốn nợ quá, tôi vô lùm không vậy nè trời. Sao cái đường chính ông đi vô lùm như miểu gì đâu không à. Không mà mình vô đây coi không có bị ai làm phiền hết trơn á. Ê con mẹ cò mẹ tới kìa, hay là chiều tối quýt tiền mình hỏi bà đi cho nó lẹ nha. Nó được, đúng á. Để bà đi, nó để đi vòng vòng biết chừng nào tới. Bà tám cò. Tám cò. Ủa vô đây Tài ơi. Ủa tám cò khỏe không? Khỏe re luôn. Tài nói nghe nè. Vậy kêu tôi thì kêu tám thôi chứ thêm chữ cò anh chị. Tôi dò tôi đâu có dài như dò ăn cò đâu, kêu tám cò. Không phải, cò là ý là cò du lịch đó. Trời ơi, cái mặt mày giống con két thất màu chứ con cò gì. Anh vui tánh người. Rồi dớt cái bông nhờ tao nói. Làm cò, tao kêu làm cò. Bây giờ nói nghe nè hả. Thật ra tụi tôi nói thiệt luôn nha, đi du lịch chứ sợ lắm. Sợ cò du lịch bây giờ chắc chém tùm lum hết vậy hen. Nhưng mà thôi bây giờ vậy đi. Giờ cũng bí đường rồi. Bây giờ đó thôi, bây giờ bà chỉ đường đến nhà thằng Sáu hỏi đi. Rồi bao nhiêu tiền tôi trả cho. Rồi đúng rồi. Bao nhiêu tiền bạc vậy? Cứ chỉ đường đi, tiền bạc không thành vấn đề. Ủa? Hả? Ủa? Cao 1m51. Làm muốn chi? Vợ chưa cao bằng chi? Ủa chứ bà quay tôi. Cái vỏ tôi đâu? Ủa vỏ gì? Cái vỏ tôi đâu? Hai cái vỏ luôn. Vỏ gì? Ông cái đồng vàng của tôi. Trời ơi, bà giữ mà cái đó có cái bóp tiền của bà mà ai biết. Ít chứ. Trời ơi, vậy là Rồi, con mẹ bán dừa chặt chém rồi. Bà lấy của tôi rồi chứ không ai hết trơn á. Ủa trời ơi, trời ơi. Biết bà đúng không? Bán nhiều mẹ bán dừa lắm, mẹ nào có mẹ mà mặc đồ màu xanh. Trời ơi, bây giờ mình chạy đi đó. Chạy lại quán hả? Trời ơi. Đây. Thấy chưa, vỏ của tôi đây. Bắt quả tan tại trần nè. Tìm được hai người rồi. Cái vỏ của tôi nè, không thấy không? Bây giờ bà hết tiền đi. Vỏ của bà đó. Vỏ của bà đó.
chạy tới tới nọc mạng gần chỗ nào qua này gần ra ngã ba tới rồi đây đây đi nè đây để tôi giữ lại cho bà chạy buông ra coi là tại sao tại tôi chưa hỏi tội bà nè tại sao bà dám ăn cắp cái bóp tiền của vợ tôi hả sao ăn cắp trời ơi cái người đàn ông này dạ trời đất ơi thôi thôi nha trời ơi nè muốn làm ơn bắt quán mà nè nè ông á nha sao thô lỗ vừa phải thôi thô lỗ gì mấy người á cái gì vô quán người ta á hả ngồi cho đã người ta mới mở hàng vô không uống gì hết làm người ta dẹp hàng luôn hả à. Xong rồi bà này nữa phụ nữ gì đâu nết nam đi có cái vỏ kế bên người thôi mà cũng quên được à làm tôi phải kiếm mấy người tôi đuổi theo tôi dí để tôi trả lại chết luôn đây nè trời ơi vậy là quên cái vỏ quán người ta mà nãy giờ hai vợ chồng nói là lần tăng cấp coi sợ phèn sĩ đủ quẹt tôi nữa chứ nghe nè là hàng quán không có buôn bán gì được hết trơn thôi bất giận dước giận nè dước giận nè tôi mà muốn lấy cái vỏ này tôi đuổi theo chị tôi trả lại chị nè nó nghe nè quá nó vậy là dí theo để trả cái vỏ hả ừ. Trời ơi thì cái ông này hồ đồ dễ sợ luôn người ta tốt thì mình nói người ta lấy cái vỏ là sao thôi à, thôi thầy không á, hồ đồ hai người bởi vì mới là vợ chồng á, một cặp trời sinh luôn, y chen nhau à. Thôi tao đóng cò thôi rồi, là làm ơn làm phước tỷ giùm tôi cái nhà của sao hối đi. Ôi gì ông mới kêu ai à? Ai tám cò? Tám cò nè. Nè. Ok. Ôi bữa nay bà đổi tên xin tám cò rồi nào vậy bà tám? Cò du lịch đó. Thấy tụi tôi đi cái hỏi thăm tụi tôi này kia biết đường không chỉ này kia là cò du lịch. Cái đâu biết bà. Cò du lịch chặt chém nhiều lắm. Ủa là bà chỉ đường cho người ta bà lấy tiền hả? Không có. Tôi sợ đi ra đâu rồi tôi chỉ mà cái nói tôi cò tôi có phải cò đâu. Trời ơi. Bà nghĩ quen cho người ta rồi. Mà nói nghe nè, sao hai anh chị đi xuống miền Tây đi chơi, không đi theo tôi cho nó khỏe. Tự nhiên cái đi dắt tiền chi rồi cứ nghi ngờ tôi lắm. Thứ vậy à? Sao vậy? Tôi bây giờ ai mà tin? Đúng rồi. Tin tôi là có nước mà te tua đó chứ. Không mua bây giờ bay cái bài dữ lắm, không tin tưởng được. Với lại đi chắc ăn. Đúng rồi, với lại là đi tìm người nhà. Tìm người nhà vậy thì ít ra cũng phải có cái bản đồ. Thôi. Là bản đồ bây giờ in là bậy bạ, in sai nữa ai mà tin được mà. Bản đồ mà in sai ông ơi. Bản đồ in sai ai đi gì chứ. Trời ơi, có đó bà. Có luôn. Ừ. À, bởi vậy tao nói ở nhà quanh năm suốt tháng ở dưới góc dừa không có biết gì đâu trội hà. Đây nè, bản đồ inside đánh đố du khách. Bản đồ là người bạn đồng hành của khách du lịch. Thế nhưng gần đây, trên cả nước đã có nhiều trường hợp bản đồ lại khiến cho du khách trở nên mất phương hướng. Tháng 7 năm 2013, ở Hà Nội, các thí sinh đi thi đại học được phát bản đồ giao thông miễn phí. Nhưng những tấm bản đồ này lại mắc nhiều sai sót, khiến cho thí sinh và phụ huynh gặp khó khăn khi tìm đến các địa điểm thi. Vào tháng 5 năm 2016, hai loại bản đồ các tuyến đường giao thông và du lịch Việt Nam, bản đồ giao thông du lịch các tỉnh miền Tây và đảo đồng bằng sông Cửu Long được bày bán tại Cần Thơ, in bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Hoa, màu sắc bắt mắt nhưng lại có nhiều sai sót. Cụ thể, Côn Đảo được ghi là thuộc tỉnh Bà Rịa Việt Nam, nhưng trên thực tế, huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hà Nội được ghi là có quận Hồ Tây, trong khi Hà Nội thực tế chỉ có quận Tây Hồ. Vĩnh Thạnh lại được giới thiệu là trung tâm của thành phố Cần Thơ. Điều này hoàn toàn sai vì hiện nay Ninh Kiều chính là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Còn Chợ Nổi Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ, nhưng trên bản đồ lại đưa Cái Răng về tận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Liên hệ với người chịu trách nhiệm được in trên bản đồ, thì được tin nhà xuất bản đã đóng cửa và không thừa nhận có xuất bản bản đồ này. Tuy nhiên, vì tính chất lệch lạc thông tin của bản đồ gây ảnh hưởng lớn đến nhiều du khách, nên những tấm bản đồ trên đang trong giai đoạn thu hồi. Đó, thấy trời chưa? Ơi. Bà đâu có biết gì hết trơn á. Ủa, ấy nói vậy rồi tội nghiệp khách du lịch quá. Đó, bởi vì người ta muốn xuống miền Tây du lịch cái người ta dựa vào mấy cái bản đồ đó là chết rồi, đi xuống luôn rồi chứ không đi trên đường được đâu. Bởi vậy nói bây giờ cái tâm lý khách du lịch tụi tôi rất là sợ đủ điều hết trơn á. Nào là sợ cò du lịch nè, rồi bản đồ thì sai. Trời ơi, tâm lý bất ổn lắm. Đúng rồi. Nghe nè, giờ tâm lý có ổn định chưa? Ổn định rồi, giờ nghe chị hỏi nè, sao hỏi đi. Nhà sao hỏi? Ừ. Trời ơi, hai vợ chồng rảnh dễ sợ. Vậy hồi sáng gặp tôi hỏi cái đi, tôi chỉ lặng giờ ta nói nhầm nằm giống đánh đu ở nhà sao hỏi. Phơi phới rồi. Thôi. Gần đây hả? Gần. Ôi giời, hai anh chị là họ hàng người quen mình sao hỏi hả? Ừ. Ôi hèn chi nguyên nhà vô duyên đều. Ủa? Bà mới vô duyên.